Chào các bác nhé, em là Duy, chuyên bán trường kỷ ở xã Nhân Khang. Thì đây là cái câu nói cửa miệng của em để em giới thiệu em là ai và em làm gì. Bây giờ là gần 6 giờ tối rồi, em view cái bộ trường kỷ gỗ gụ Lào siêu VIP, hàng kỹ nha các bác. Đấy các bác, đây là cái bộ trường kỷ đã hoàn thiện từ A đến Z rồi. Các bác bỏ tiền ra mua về chỉ việc ngồi thôi. Cái bộ này kích thước của nó như sau, dài 2m24 nha các bác. Tay cuốn của nó là 914, chỉ nổi nha các bác. Ván đục hình thức lòng chảo kênh bong tùng cúc trúc mai sen, vân hoàn toàn tự nhiên, gỗ nạc 100%, không chắp ghép, không rác, không dập nứt. Bộ này đã khô rồi, bộ này chúng em để trong kho VIP là 6 tháng rồi nha các bác. Cái bàn của nó cũng khủng long luôn, cái bàn của nó là 61 ngang 61, dài 1m6 nha các bác. MB thì nó nặng tương tự một cái ghế luôn. Chân bàn là 9 chỉ, chân ghế 12 chỉ nha các bác. Đấy, một quái kiệt rồi mới dám làm mấy bộ trường đẳng cấp như thế này. Cái bộ này thì kê phù hợp với cái gian nhà gỗ hoặc nhà ba gian, thậm chí nhà ống các bác để ở một cái kích thước vừa phải cũng kê được nha các bác. Ngồi trường kỷ nó hay một chỗ rằng là nó không bao giờ lỗi thời các bác ạ. Ở quê em có những bộ trường kỷ trên 80 năm, đóng từ ngày xưa nhưng bây giờ vẫn còn các bác nhá. Ngày xưa là không có máy móc gì mà các cụ đã đóng được trường kỷ rồi, còn bây giờ là công nghệ cao đóng hết. Đấy, cái tay cuốn của nó là đục hình thức xoắn ốc nha các bác. Bóng nhức luôn, đã full BU rồi. Bác nào có nhu cầu mua trường kỷ thì liên hệ với em. Em là Duy. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chúc các bác có ngày làm việc hiệu quả, cuối ngày bình an bên gia đình.